sĩ Võ Lâm đến với tiêu điểm cự âm thao tác chiến đấu. Cự âm là một thế giới võ học rộng lớn, mỗi bộ võ học là một kiệt tác do các ẩn sĩ Võ Lâm truyền lại. Học võ học, chế ngự và phát huy quan đại võ học là điều tất cả các nhân sĩ ngày ngày phải tập luyện. Hãy cùng Mũi điểm qua vài điều quan trọng trong hệ thống chiến đấu của võ học nhé. Hệ thống chiến đấu của cửu âm được chia làm 3 kỹ năng chính: thực chiêu, hư chiêu và ngự chiêu. Thực chiêu được mô tả bằng viền màu đỏ, khả năng gây sát thương chính lên đối phương và khắc chế hư chiêu. Hư chiêu được mô tả bằng viền màu xanh dương, kỹ năng phá giáp đối phương và khắc chế ngự chiêu. Ngự chiêu được mô tả bằng viền màu xanh lá, kỹ năng đỡ đòn tấn công của đối phương và khắc chế thực chiêu. Khi bước vào thế giới cửu âm, các nhân sĩ sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác chiến đấu, nắm rõ nguyên tắc khắc chế của võ học trong giao tranh và sử dụng một cách hợp lý, các nhân sĩ sẽ nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Tiểu muội cảm ơn các nhân sĩ đã theo dõi tiêu điểm cửu âm.